Xin chào quý khán giả đã trở lại với chương trình Đối diện vấn đề cùng Chi Lưu và Dược sĩ Kim. Xin chào Dược sĩ. Vâng, xin thân chào tất cả quý vị khán thính giả và chào Chi Lưu. Dạ, thì nối tiếp với chương trình kỳ trước đó, thì xin Dược sĩ cho cái nhìn về cái mà sự vắng mặt của bà Kamala Harris về cái vấn đề mà nhập cư bất hợp pháp được không Dược sĩ? Chúng ta nợ quý vị khán thính giả của mình về cái câu trả lời này không? Dạ đúng rồi. Đây là cái câu trả lời theo mình suy đoán thôi, chứ mình không biết tâm của bà như thế nào, bởi vì mỗi người có một cái nhìn khác. Nhưng mà mình thấy này, là ông Biden ấy, ông ấy lúc nào cũng nói là ông là người tốt, ông mở cửa biên giới ra cho mọi người ào ào vô. Rồi khi mà cái tình trạng mà người ta gọi là crisis, tức là khủng hoảng đó, thì tất nhiên là ông giải quyết không được. Ông bắt đầu đổ cho bà Kamaris, ông bảo là bây giờ tôi chỉ thị cho bà phải nghĩa là giải quyết cái vấn đề này. Tính ra nếu bà Kamaris, bà có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất ấy, hoặc là bà cứ tiếp tục mà để cho nó vào ào ào như là cái chính sách đầu tiên của ông Biden. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là nếu mà bà muốn giải quyết thì tất nhiên là bà phải đưa ra chính sách ngăn chặn đó. Rồi cái nào bà cũng bị kẹt hết, bởi vì nếu bà mở ra tiếp tục theo cái kiểu của ông Biden, bà mở ra như thế đó, thì tất nhiên là người ta sẽ bảo là bà này dở quá, bà không giải quyết được gì cả. Còn bây giờ mà bà ấy bắt đầu nghĩa là siết lại thì tất nhiên là bà mang tiếng là người ác, mà chúng ta biết là bà chắc chắn là bà Kamaris không muốn mang tiếng là người ác, bởi vì nếu mà bà mang tiếng là người ác ấy, bà làm được công việc ngăn chặn để mà nó chính sách của ông Biden thành công ấy, thì ông Biden hưởng chứ đâu bao giờ hưởng, bởi vì đó là cái công của bà ấy. Và chính đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy rõ điều là bà Kamaris không muốn làm cái ông thần ác. Bây giờ Chi Lưu biết không, ở một cái đền miếu của Việt Nam ấy, người ta ở trước cửa đền ấy, người ta có hai ông, một ông thiện và ông ác. Ông thiện là lúc nào cũng làm tốt việc tốt giúp người này, và ông ác là lúc mà trừng phạt. Thì bà ấy thấy ông Biden làm ông thiện, bà cũng đâu có muốn làm để bà làm cái ông ác làm chi. Đó là cái lý do mà chúng ta thể hiểu được đó. Và đồng thời chúng ta biết một điều là cái việc mà ông Biden đưa ra cái chính sách mở cửa biên giới này là nó phù hợp với lại chính sách của một số người đảng Dân Chủ, và đặc biệt là những người theo phái cấp tiến. Thì bây giờ nếu bà tiếp tục như thế đó, thì bà bị mang tiếng là bà không giải quyết được, mà bà cấm là ngăn chặn như thế, bà lại chống lại cái phe cấp tiến, là phe muốn mở cửa biên giới hoàn toàn ra. Cho nên bà ở trong thế là nó tiến cũng khó mà khoái cũng khó. Thành ra trong một giai đoạn vừa rồi bà im hơi lặng tiếng, không có nói đăng, không có tuyên bố và không có làm gì ở vùng biên giới cả. Bà chỉ làm cái công việc giống như công việc của một ông tổng thống ấy, là bà nói rằng bà đi sang các quốc gia Nam Mỹ nữa này nữa kia. Thì dĩ nhiên khi bà đi như thế thì người ta thấy rằng cái tư thế của bà là tư thế của tổng thống, bởi vì ông tổng thống bây giờ không có giải quyết được và yếu như thế, thì bà ấy thay thế. Và chính đó là lý do mà chúng ta thấy là bà Kamaris gần như là bà lặng im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian vừa qua. Là báo chí có nhắc bà hoài nhưng mà bà tỉnh bơ, bà không họp báo, không làm gì cả về cái vấn đề biên giới. Và bản tin sau đó là theo tin của Order News, người tiêu dùng không tha thiết với xe chạy bằng điện như các hãng kỳ vọng. Các hãng xe đang ồ ạt đầu tư cho xe hơi điện, nhưng người tiêu dùng có lẽ ít chọn mua EV hơn những cái hãng kỳ vọng. Thì mỗi năm nhiều tỷ đô la được đổ vào nghiên cứu và sản xuất EV, nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng mê loại xe này. Thiếu trạm sạc là một trong những nỗi lo ngại lớn nhất của người tiêu dùng đối với EV. Nhiều người cụ thể là ở Mỹ hiện vẫn do dự về EV. Range là quãng đường xe chạy được mỗi lần sạc đầy bình, cũng như hệ thống trạm sạc. Các hãng xe hy vọng chỉ vài năm nữa EV sẽ xuất hiện rầm rộ trên đường phố, nhưng hy vọng đó có thể không trở thành sự thật. Tại hội nghị kỹ thuật số WCX của SAE International trong tuần này, chuyên gia kỹ nghệ xe hơi tranh luận
liệu người tiêu dùng đang tự ý chọn EV hay vì bị quy định ép buộc? Nhiều người sẵn lòng sắm EV, ông Dan Nicholson, phó chủ tịch General Motors, cho hay hôm thứ Năm 15 tháng 4 trong phần thảo luận về EV. Chỉ cần một lần có xe, họ sẽ chọn EV cả đời. Tuy nhiên, ông Nicholson thừa nhận hãng xe danh tiếng, công ty cung cấp phụ tùng và công ty mới thành lập đều chưa giải quyết hoàn tất vấn đề giá xe, range cũng như mối lo ngại của người tiêu dùng về chạm sạc EV. Lưới điện cải thiện và chính phủ ra chính sách hỗ trợ là hai yếu tố sẽ giúp người tiêu dùng chọn EV nhiều hơn, các chuyên gia cho hay. Ông Emmet Delila, kỹ sư hãng EV mới thành lập Lucid Motors, lưu ý còn một số yếu tố quan trọng khác, đó là nâng mức độ sự hiệu quả của bình điện EV, loại bỏ quan niệm cho rằng bình điện mau hư, tìm cách mới để tái chế, recycle bình điện. Ngoài việc thuyết phục người tiêu dùng cá nhân ủng hộ EV, kỹ nghệ còn phải cố gắng thuyết phục hãng xưởng sắm EV. Các hãng xưởng cũng đang gặp nhiều khó khăn riêng trong việc đổi sang sử dụng EV, theo ông Timothy Fraser, giám đốc điều hành công ty Cummins. Ông Fraser dự đoán những chính sách trong tương lai có thể sẽ giúp tìm ra giải pháp cho EV thương mại. Chi Lưu dự đoán là về sau á, có thể là trên nước Mỹ này là toàn là xe điện thôi. Con nghĩ là dự đoán là như vậy. Thực ra cái từ tiến bộ của khoa học mỗi ngày người ta muốn cần cái tiến bộ hơn và người ta dùng cái sự tiến bộ đó áp dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên cái xe EV, tức như là electric vehicle, là cái xe chạy bằng điện, thì chúng ta biết rằng xe chạy bằng điện nó là sự tiến bộ. Tuy nhiên để đạt được cái mức độ mà xe chạy bằng điện nó vừa phù hợp với túi tiền mọi người, và nó phù hợp với lại cái điều kiện của mọi người để sử dụng nó đó, thì tất nhiên là nó phải một sớm một chiều. Và đó chính là lý do mà những người mà muốn bảo vệ môi trường nói rằng xài xe điện hay là xăng nhớt ấy, nó làm cho cái môi trường bị xấu đi, và người ta muốn bỏ cái việc mà sử dụng như là xăng dầu và bỏ cái giảm cái xe, ví dụ Cali này ông thống đốc ông muốn biến thành cái xe điện hết ấy, thì cái đó là cái ước mơ thôi, nhưng mà nhất thời trong khoảng thời gian chưa thể đạt được, mà nó phải có một khoảng thời gian lâu dài. Và vì vậy cho nên nếu mà bây giờ nghĩ rằng sẽ bỏ xe điện, xe sử dụng xe điện hết để bỏ xe xăng đi rồi bỏ xăng không có xài xăng nữa, thì cái đó là cái ước mơ của những người mà muốn cải cách quá nhanh và không thực tế. Làm kinh tế hoặc lãnh đạo của một đất nước ấy, là mình phải tính toán thế nào nó từ từ nó thay đổi, chứ không có đột biến được. Và cái xe điện nó gặp cái khó khăn nào? Thứ nhất ấy, là cái bình điện. Không phải là bình điện là chúng ta đến chỗ chúng ta hết điện một cái là chúng ta sạc bình điện trong vòng gấp nháy giống như đổ xăng cái là có thể chạy ngay được, mà phải có thời gian để mà có thể sạc bình điện được. Nhưng mà hiện nay ví dụ như là ngay Cali chỗ này đấy, cái người đi xe mình biết sạc ở chỗ nào đúng không? Trong khi đó nếu mà xe mình chạy bằng xăng ấy, mình đi chỗ nào mình cũng thấy cái xăng lên gắn một cái đổ xăng chừng khoảng 1-2 phút đồng hồ là xong. Nó giản dị, nó nhanh lắm chứ phải không? Đó là chưa kể là cái xe mà chạy bằng điện á, khi mà chúng ta chạy xe bằng điện thì tất nhiên là chúng ta phải có tiền nhiều, bởi vì một cái xe điện với lại một cái xe chạy bằng xăng ấy, xe chạy bằng xăng nó rẻ hơn, nó phù hợp túi tiền. Đấy là cái vấn đề kinh tế là nằm chỗ đó. Mà bây giờ đó người ta cũng lo ngại là khi mà cái xe mà chạy bằng điện ấy giữ hư hỏng ấy, nó cũng khó sửa. Cái xe chạy xăng chẳng hạn, chúng ta lấy một xe giản dị như là xe Corolla hay là xe Camry nữa, hư một cái chỗ nào đó đưa bất cứ một tiệm nào ở trong cái cũng có thể sửa đấy, ngay cả xe Lexus kia cũng dễ dàng. Chứ còn xe mà chạy điện thì chúng ta phải tới cái nơi mà người ta có thể có được phụ tùng đó và những cái thợ là có khả năng để có thể sửa được cái đó.
Và đó chính là cái lý do mà chúng ta thấy là cái xe chạy điện là giấc mơ trong tương lai, nhưng mà thực tế hiện nay bây giờ chưa thể đạt được cho gọi là cho đại trà cho tất cả mọi người. Dạ. Yeah. Và sau đây là bản tin từ Washington về cuộc thảo luận hội nghị thượng đỉnh Biden-Putin. Washington, Moscow thảo luận về triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Biden-Putin, AFP, dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng hôm 19 tháng 4 cho biết các cố vấn của ông Joe Biden và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng. Vài ngày sau khi Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nói chuyện qua điện thoại với ông Nikolai Pustrashev. Thư ký Hội đồng An ninh Nga theo Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận về vấn đề song phương chưa xác định, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, các cố vấn cũng nói về triển vọng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống giữa Hoa Kỳ và Nga, đồng thời đồng ý rằng hai bên sẽ giữ liên lạc. Vào ngày 15 tháng 9, chính quyền Biden đã áp lệnh trừng phạt Nga bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao với lý do cáo buộc nước này đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 và là chủ mưu trong các hoạt động hack vào SolarWinds hồi tháng 12, xâm nhập hàng nghìn mạng máy tính của chính phủ Mỹ vào khu vực tư nhân. Nga đã phủ nhận các cáo buộc. Washington cũng lên tiếng quan ngại trước việc Nga điều động lực lượng lớn quân đến gần biên giới Ukraine và bỏ tù nhà bất đồng chính kiến Alexei Navalny. Moscow sau đó đã trả đũa bằng cách đưa một số quan chức an ninh cấp cao của chính phủ Mỹ hiện tại và cựu quan chức vào danh sách đen. Nga cũng cho biết sẽ phong tỏa eo biển Kerch từ 24 tháng 4 cho đến tháng 10, chưa xác định ngày cụ thể. Động thái phong tỏa này của Moscow được cho là nhằm ngăn chặn các cuộc tập trận quân sự trên biển đen trong bối cảnh gia tăng đồn đoán về cuộc chiến tranh chấp diễn ra giữa Nga và Ukraine. Quyết định của Điện Kremlin hôm 15 tháng 4 cũng là cụ thể hóa tuyên bố của họ vào 2 ngày trước đó, rằng Mỹ phải tránh xa khu vực Biển Đen vì chính điều tốt cho họ. Cảnh báo này của chính phủ Nga đã khiến chính quyền Biden phải hủy kế hoạch điều hai tàu chiến của Hải quân Mỹ tới Biển Đen. Thảo luận về tổ chức hội nghị thượng đỉnh dường như là một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự leo thang hơn nữa của nước của các hành động giữa hai nước. Theo các nhà quan sát, tuy vậy, triển vọng để có thể tổ chức là khá thấp. Đầu tuần trước, ông Biden đã lên tiếng đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin ở một nước thứ ba mà hai bên đồng thuận. Đến ngày 15 tháng 4, Điện Kremlin đã loan báo rằng Tổng thống Putin sẽ không chấp nhận lời mời gặp mặt trực tiếp với ông Biden, ít nhất trong thời điểm này, viện dẫn các khó khăn trong hậu cần, hãng tin RT của nhà nước Nga đưa tin. Tuy vậy, cũng trong ngày 15 tháng 4, Điện Kremlin cho biết ông Putin sẽ tham gia hội nghị truyền hình do ông Biden tổ chức liên quan đến biến đổi khí hậu. Bất chấp căng thẳng gia tăng, Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán về khí hậu vào đầu năm nay và xác định rằng năng lượng hạt nhân và Bắc Cực là các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác. Và dược sĩ có những nhận định gì về cái việc này? Cái việc căng thẳng giữa Nga và Mỹ trong thời gian vừa rồi đó, nó cũng khá là cao độ. Bởi vì ông Biden, ông ấy nói rằng ông Putin là một cái sát nhân có máu lạnh. Cái đó là cái cách nói mà không phù hợp với lại nguyên tắc ngoại giao một tí nào cả. Và ông Biden thì lúc nào cũng khăng khăng nói rằng Nga đã vào cái cuộc bầu cử năm 2016 khiến cho ông Trump đắc cử. Và năm 2020 đó thì ông Biden cũng bảo là Nga cũng tham dự vào những cái máy
của Hoa Kỳ về 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 computer chẳng hạn, để mà làm thay muốn làm thay đổi cái kết quả bầu cử. Nhưng mà tất cả những cái gì mà ông Biden ông đổ thừa cho Nga đó, nhằm được mục đích là tránh cái tội cho người cho tàu, và đồng thời ông ấy muốn hạ thấp Tổng thống Donald Trump trong cái kỳ trước, bởi vì Tổng thống Donald Trump ấy đắc cử không phải là do Nga, không phải là do Nga đã hà hơi tiếp sức cho ông Donald Trump đắc cử, bởi vì trong cái báo cáo về điều tra của Mueller đó đã tốn mấy chục triệu đô la mà rất nhiều giấy mực và rất nhiều những người tham dự vào điều tra đó, thì hoàn toàn là ông Mueller không có dám nói gì là ông Tổng thống Donald Trump ông đã liên lạc với Nga. Đó là cái điểm sai lầm, và tất cả mọi người kể cả ông Biden nên đọc lại những cái tài liệu đó nếu ông bây giờ không quên về tiếng Anh, bởi vì ông là người Mỹ nhưng mà nhiều khi lớn quá rồi bây giờ cái trí nhớ cũng nó không có sáng suốt nữa thì ông ấy đọc ông ấy không hiểu rõ, đúng không? Rồi cái việc mà tham dự và cái việc Nga xen vào những máy chủ ở bên máy của Hoa Kỳ để mà muốn thay đổi kết quả đấy, thì thực sự đó cái này người ta nhìn thấy rõ là Trung Cộng nhiều hơn chứ không phải Nga, cho nên cái việc mà nói là Nga như thế chẳng qua là muốn là bêu xấu của Tổng thống Donald Trump và muốn minh chứng rằng ông Biden đắc cử là danh chính ngôn thuận chứ không phải là như là Nga đã xen vào hỗ trợ cho Tổng thống Donald Trump. Đó là điều mà chúng ta hiểu. Dạ. Và chúng ta cũng biết rõ một điều là từ thời Donald Trump ấy, thì ông muốn làm sao giữa Nga và Mỹ kết hợp với nhau để mà có thể đương đầu với tàu, bởi vì Nga đâu có khả năng để mà đối đầu với Mỹ, trong Nga không bao giờ có cái con đường tơ lụa, Nga không bao giờ có những cái sản phẩm mà không bao giờ có những sản phẩm nhiều sản phẩm bán cho Hoa Kỳ mà chỉ có tàu thôi, tại nhà tàu mới cạnh tranh mà lấy cái job của người công dân Hoa Kỳ, cho nên đối với ông Donald Trump thì Nga mới là quan trọng, còn đối với ông Biden ấy, thì vì ông có nhiều cái mối giao hảo mà không tốt đẹp với lại Trung Cộng, thành ra ông ấy làm thế nào để mà ông ấy bắt tay với Trung Cộng mà ông ấy muốn đối đầu với Nga. Cho nên hiện nay bây giờ vì ông Biden muốn đối đầu với Nga, ông dồn Nga vào cái thế, thành ra Nga với Trung Cộng mới đi đối với nhau để mà cùng có lợi. Nó cái điều đó làm bất lợi cho Hoa Kỳ, và vì Nga muốn đối đầu với ông Biden muốn đối đầu với Nga, thành ra Nga bây giờ đang làm khó khăn ở Ukraine để có thể là tạo cho ông Biden cái điểm khó khăn ở bên Âu Châu. Cho nên bây giờ ông Biden một lúc ông đối đầu với hai mặt trận, một mặt trận là Ukraine là Âu Châu và một mặt trận là Biển Đông và Trung Cộng, bởi vì đó là cái điều khó khăn của ông Biden. Cho nên ông Biden đi theo một cái chính sách mà không có lợi cho chính mình cũng như không có lợi cho Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ một lúc phải đối đầu với Nga và Trung Cộng. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy không có tốt thế nào cả. Và xin cảm ơn Dược sĩ, thì thời gian cũng đã hết rồi. Thì xin cảm ơn quý khán giả đã đang xem chương trình Đối Diện Vấn Đề cùng Chi Lưu và Dược sĩ Kim. Thì xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn Dược sĩ. Vâng, cảm ơn tất cả mọi quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Chi Lưu rất nhiều. Dạ.